con tu như thế này là con hướng đến giải thoát. Con không có giờ cô biết được bùa chú mà để hại con cũng không học. Con cô giỏi kể cả giờ con học gọi là võ nghệ cao cường hay là dù để sát hại đánh đập được người ta con cũng không làm nữa. Thì những cái tên lời đó là mình không có ấy nữa, nhưng mà những cái họ mà tu tiên đó là họ thưởng phạt phân minh. Gặp đi ra đường mà gặp ai mà trái đạo với họ là họ ra tay họ triệt ngay, họ dùng bùa phép họ yểm trừ, họ làm cho không ngóc lên nổi đâu. Chứ không phải dễ đâu. Phải đơn giản đâu. Những cái người đó gọi là họ có thưởng phạt thân minh mà. Còn những cái người mà tu theo Phật á là cho dù có đập đánh họ hay làm gì hại họ, họ không bao giờ trừ éo. Họ không bao giờ nghĩ tới làm hại. Nhưng mà những cái vị mà tu núi tu tiên như thế là không xong với họ đâu. Gặp một cái là chết ngay. Họ ra tay một cái là thôi chứ chỉ có mạc từ đầu đến cuối thì họ khi đó và là có cái cơ hội, có cái cơ hội giống như một vị vua, một vị quan mà họ có quyền chức ở trong tay mà vô tình đó ai phạm tội á mà có người báo lên là họ mới có cái cớ đó họ mới chết được. Nhưng mà nếu mà giờ mình sống ở đời mà không có cái lỗi gì, không có ai báo nên là cái ông quan to cũng đâu làm gì được. Chỉ cần sơ hở một cái là họ túng cổ ngay. Họ làm họ mạnh lắm, họ không ấy đâu. Tại vì con ngày xưa con ở miếu ở dưới Nha Trang con biết rồi, có nhiều vị thầy con ngồi đó họ tới họ chửi con, họ nói con không nói gì cả, nhưng mà kể lại với họ, họ nói ông kia đâu rồi. Cái ông vừa nói đâu đâu, họ hỏi đâu đó để đạp cho một cái lọt cái dưới bụi kia cho mà biết kia. Con nói thôi đâu có phải như thế, họ là họ không cho, họ nói là họ là thưởng phạt phân minh. Có tội thì họ xử, mà có công thì họ thưởng, đó là bên tu tiên tu hành tu núi. Nhưng mà giờ như con thì con không học cái đấy nữa. Cái đó là tu phép đúng không? Dạ, phép luyện thần thông ở trong núi á. Luyện nó khó không thầy? Luyện cái đấy theo con nghĩ chả khó gì. Luyện dễ. Các bạn, mình bỏ hy sinh. Mình bỏ cái này, mình học cái kia nó cũng được, có duyên. Ai có duyên mà vượt qua rồi học cũng được. Cái đấy thì học dễ hơn là cái học Phật á. Khó học à, dễ học Phật. Dạ, học Phật mới khó, học cái đấy tại vì học cái đấy rồi ra rồi làm cứu người mà. Làm gọi là họ mình cứu nhân độ thế. Mình biết nhưng mà cái đấy rồi lại làm khổ cho họ. Tại vì bình thường như thế này anh là một vị thầy giỏi ngồi chơi như thế này không sướng hơn là cứ hàng trăm người bệnh tới rồi tôi chữa cho họ. Vừa mệt mỏi, vừa lao lực, vừa này mất mất công cho mình, thà ngồi chơi chả có ai tới khỏe hơn. Đúng không? Anh thấy như thế chứ, giờ anh đi về anh làm việc cũng hết. Nhưng mà anh nói là công việc anh ế ẩm quá không có gì thì anh lại được thời gian nhàn rỗi. Nó khỏe. Rồi sống nó cũng qua như thế chứ nó cũng không có gọi là chết đi được. Nhưng mà anh làm việc gọi là tấp nập, gọi là người bận rộn, khi nào cũng tiền bạc nhiều, nó vất vả cho anh chả có thời gian rảnh rỗi. Người đó lại khổ hơn chứ đâu được cái gì đâu. Một vị thầy giỏi cũng thế, con thấy vị thầy kia chạy trốn. Đến khi họ biết đông quá rồi ai cũng tìm tới chữa bệnh thì lại chạy trốn. Con cũng gặp một vị thầy giỏi như thế rồi chắc không gặp họ nữa. Thì con cũng sẵn đây con chia sẻ với thầy luôn. Hôm bữa con có xuống Trà Vinh, chùa Ao Bà Ôm á, chùa Ân, thì có một vị sư chuyên xối nước chữa bệnh cũng rất là linh. Đó. Thì sư Úc á ở Trà Vinh á. Đó là bên tu bên phái bên Campuchia á thầy. Cái đấy thì mật tông mật chú của họ. Cái là cái năng lực của họ. Họ năng lực của họ thì họ làm được á thì họ những ai mà có duyên với họ tới họ chữa mà hết bệnh mà khỏi ấy thì tới chữa. Dạ, cũng hay lắm thầy. Dạ, cũng linh lắm nha. Có thiệt á. Con thì cũng không có chê bai hay là cũng không có phản bác họ, cũng không nói gì cả, nhưng mà cái đấy là cái duyên của họ mà, cái duyên nghiệp của họ. Có nhiều người còn chữa bằng cái khác nữa. Nhưng mà con thấy như thế, nhưng mà tất cả mọi cái á, miễn sao mà làm tới cái điều thiện. Chứ như con mà đi học để giải thoát là không nên học cái đấy. Học cái đấy đâu có gọi là học rồi á là vẫn bị, khi làm rồi vẫn bị cái nghiệp đó hắn chi phối. Làm cho mình khổ. Giờ con quăng hết thì con không có cái gì con mới khỏe cơ.
Rồi, nhưng mà còn cái vấn đề mà bán bùa chú là cái đó là không hợp lý đúng không thầy? Ờ, bán bùa chú thì mình biết rồi, mình cần gì phải mua. Dạ. Ờ, ai mua thì mặc kệ họ. Dạ. Ờ, nhưng mà anh như con á, là con không mua. Tại vì con biết thì cái bùa chú này chả làm hại gì được cái người thiện cả. Dạ. Một cái người ác á, chẳng hạn như là họ có phép thuật, có tài giỏi á, hay là giờ mà họ vô cớ họ tới hại mình á, thì cái đấy họ phải trả nghiệp rồi. Cái đó là mình biết kết quả rồi, nhưng mà khi mà tất cả mọi cái, nếu mà sống ở trên quy luật xã hội này, có công an đó, có tội họ mới bắt. Chứ mà không có tội thì mình đâu cần mua bùa chú gì công an đâu. Chẳng hạn bây giờ công an ở đó, mình tới là xin đấy là anh, con không có tội gì, con đi ngang đây đừng có bắt con nha, đâu được. Trừ trường hợp mình có tội rồi mình mới xin họ, mình mới mua, nhưng mà mình biết làm cái điều thiện thì mình không trao cả. Tại vì bùa chú thì nói chung là mình không tin được, thôi nói thôi ông, nếu mà bùa chú thì ông cứ bùa chú để bảo vệ cho ông trước đi đã, bảo vệ cho họ đấy. Bệnh rồi sanh già bệnh chết, tại vì giờ ở đời mình á là ai cũng muốn là sanh già bệnh chết. Giờ sinh ra rồi giờ mình muốn đừng mua già nữa, giờ ông giỏi á, nếu mà giờ ai mà tài giỏi thế ông làm cho tôi cái bùa chú tôi mua. Ông làm cho tôi cái bùa chú mà làm cho đừng mua già nữa. Tôi đừng mua già chết á, đừng mua già nhanh nheo mà cứ trẻ mãi như thế này biết á, thì cái đấy có thiệt, nhưng mà rồi bùa chú rồi hắn cùng già chết. Anh cứ thấy mà xem, bùa chú rồi hắn cùng già chết. Bệnh rồi, nếu mà bùa chú mà trị được cái thì bệnh viện này chắc cũng phải đóng cửa. Ở bệnh viện mà ở bệnh thì đa số họ nhiều, nói chung là chỉ có theo Phật học cái bùa chú mới giải quyết được cái sinh già bệnh chết thôi. Rồi còn cái vấn đề này nữa là sư. Vấn đề mà sửa chân mày nè, rồi sửa này kia có sửa cái này thì chẳng qua là sửa chân tướng, gọi là cái hình tướng của mình đấy. Con thấy nha, anh á đã sinh ra là cái bệnh bản chất của anh như thế rồi. Cho dù anh mà một người công an có chức quyền, cho dù anh có sửa hình tướng để cho giống cái người có chức quyền đó, nó cũng chả có tác dụng gì cả. Tại vì đúng không, mình sửa để chỗ khác đi, để có giống cái ông kia, nhưng mà cái tâm của mình hắn vẫn nhát chết. Chẳng hạn như giờ con nói nha, giờ con là một người nhát chết sợ hãi, con đi xăm, con đi xăm con cọp con rồng con hổ trên mặt cho để cho vẽ, để cho ghê gớm, để cho họ sợ mình. Nhưng mà lần đầu thì họ thấy như thế, nhưng mà họ nói là ông này làm như thế nhưng mà trong tâm anh nhát gan không hả? Đúng không, chủ yếu làm vẽ làm cái gì mà để cái tâm mình mạnh lên á. Chứ cái bề ngoài á lừa gọi là ngụy trang để ấy thôi, không có tác dụng gì cả. Cho dù có thay đổi, có vẽ vời, có xăm trước gì, nhưng mà trong nhát gan hắn vẫn nhát gan. Còn cái người mà anh dũng mạnh mẽ, không làm gì họ cũng mạnh mẽ, họ cũng có oai thần oai lực, nhưng mà cái người không có gì có kiểu gì nó cũng thế. Là do ăn thua là xuất phát từ nội tâm mình đúng không? Cái tâm mình tập ở cái thiền căn đó. Giờ như ông Bất Giới mà cô vẽ kiểu gì để nói giỏi hơn ông Ngộ Không thì chả được. Nhưng mà ông Ngộ Không có vẻ kiểu gì mà rồi ông cũng giỏi như thế. Đúng không? Hiểu là cái nội tâm ở bên trong á, cái tâm nó có to hay không á. Chứ cái tâm nhỏ bé ti ti á, ai hù đấy cũng sợ, có xăm kiểu gì thì nó cũng sợ á. Con nhìn thấy nhiều đại ca rồi. Xăm to. Cơ bắp to khỏe, nhưng mà bảo nói là anh bảo dám bỏ thuốc không? Dám kiên trì bỏ thuốc, bỏ rượu, rồi bỏ ăn đi, đừng ăn sáng nữa, ăn ngày một bữa không, kêu đến khi đói lả rụng tay rụng chân thì kêu tôi chịu cũng được. Nhưng mà chủ yếu là khi gan không chịu chết. Khi gan ở trong khi liều cái thiền định á, là học cái đấy thôi. Chứ còn mà xăm cái này thì nói là nếu mà xăm mà để cho trúng số hay là đúng gì? Rồi, sao ý là con nói là như vậy? Xăm để cho trúng số thì để giàu á, tăng giàu. Đầy người xăm trúng số chả phải đi làm nữa. Ở nước này. Hiện tại mấy nay con thấy quảng cáo trên mạng. Anh chả phải, nếu mà được như thế tôi chả cần phải chạy container nữa. Tôi không cần phải chạy xe nữa, xăm cái là tôi trúng tờ vé số mấy tỷ bạc, ăn đâu có lo ăn uống. Yeah, yeah.
biết là cái đấy nó không có thiết yếu, nó không có thực tế với hiện nay, nó có giải quyết được. Cũng có đôi số là nhiều khi xong rồi mua ngẫu nhiên cũng trúng số đề thì cũng có, nhưng mà cái đấy rồi cũng mất mát theo đường đấy. Nếu mà con nói cho dù mà anh xong để cho trúng số là biết cái tiền đó sẽ sau gì nó cũng mất. Nên là cho dù mà xong mà trúng số mình cũng chả cần, tại vì ăn cái đồ đấy không phải dễ, toàn là sắt đá không dễ nuốt được. Mình tật nên là nói rồi, con xong này để trúng số. Nên là mình cũng ai số rồi làm ăn dễ đó, ý vậy. Dạ, ai thì tin thì tin, nhưng mà con biết có một cái này này, làm ăn dễ là có. Làm gọi là công đức bố thí từ thiện rồi giữ giới luật cho mình sống cái thiện hạnh thiện pháp á, thì nó có. Nó cái gì nó ước nguyện nó đều thành tựu. Kể cả anh mà nói là ước nguyện anh sẽ có chiếc xe như thế này hay có cái gì rồi anh sống giới luật, anh ước nguyện rồi anh cũng có. Chứ không phải là không có, nhưng mà cái đấy là do khi phát nguyện của mình, cái tâm làm cái điều thiện rồi mình mong rằng có cái này có cái kia ấy. Chẳng hạn như giờ con biết ngày xưa con bị bệnh, nhiều khi là hay bị sốt hay bị cảm ở đời á, là không phải là bị bệnh nan y đâu, bị thỉnh thoảng là mưa. Nhưng mà con nói là nếu mà Phật dạy làm như thế này đúng là con thực hành đúng là con đi. Nhưng mà khi con đi rồi bệnh này nó không có, cái bệnh mà ngày xưa mình bị là nó không có nữa. Là nó từng nó mất á, thì mình nói là đó là mới là bùa hiệu lực. Cái bùa này hay, còn đấy cái bùa của Phật dạy thì nên học. Nói chung là con cảm ơn sư đã chia sẻ những cái điều hữu ích cho cũng một số cô chú khán giả thắc mắc. Vâng, có cái bùa chú thì con nói là tại vì nói bùa chú thì mình cũng biết sơ sơ vậy thôi, nhưng mà cái bùa chú là việc của họ. Tại vì nói rồi là ai tin hay không thì việc của họ. Nhưng mà mình cũng không dám phản bác họ. Thì con cũng không dám phản bác, con cũng dạ, không ý là con mình chỉ phân tích thôi. Dạ, cũng nói cái sự chia sẻ chia sẻ rồi. Không có con họ bùa hay không kể họ. Tại vì mình nói ra cũng không có lợi ích gì cho mình cả. Mình nói ra hay chê bai họ thì mình cũng không được cái gì cả, hay là khen họ cũng không được cái gì cả. Mình không chê mà cũng không khen, ý là phân tích thôi. Nhưng mà khi mình nói như thế, nếu mà xăm cái mày này, nếu mà được cái trúng số thì họ tới họ xăm. Họ xăm trúng số mà không, nếu mà một hai lần mà không ấy rồi thì cái lông mày này xăm thì nó trở lại bình thường được mà. Thôi cũng chả sao cả. Cái đấy xăm thêm theo con thì nó cũng chả đau đớn cái gì. Một tí, nhưng mà cái đấy này nếu mà tất cả ở trên đất nước Việt Nam này ai cũng tới đó xăm thì chắc công ty sổ số chắc đóng cửa không trả nổi đâu. Rồi có vấn đề này nữa là thầy, con hay đi Campuchia đó chở hàng đó, thì con để ý là vô các cái casino thì thấy trước casino đều thờ tượng quan thánh đế quân, thánh đế quân quan công á. Quan Vũ đấy hả? Dạ, Quan Vũ. Cái đấy họ thờ để gọi là... Để làm... Mục đích là gì con không hiểu. Cái này nói ra chẳng hạn như làm ăn. Hay là cái gì, hay là trò chơi. Chỉ do chỉ công đức của người nào. Do là ở chỗ đấy gọi là casino hay là những cái chỗ đó là những cái trò chơi hơn thua. Mà khi mà bình thường con nói thì vị thần ở đó, nếu mà vị thần đó họ đủ công năng, họ đủ công lực để làm cho cái người tới chơi đó mất phước đi, ngăn cản rồi để tạo cái phước của họ mạnh hơn thì gọi là họ các cái nhà họ chấn niệm, họ chấn niệm kiểu gì để cái người chơi đó là để mất phước đi, để tới đó là đều thua cả, ai cũng muốn như thế. Là có thiệt luôn hả thầy? Chứ giờ mà anh mà giỏi hơn. Anh phước cao hơn, anh không cái ông thần đó không chánh niệm được thì anh tới đó anh chơi là anh thắng. Anh gặp may thắng hết, tại vì nó không có chi phối được. Tại vì tất cả mọi cái là đều do khi phước báo của mình, gọi là cái trí tuệ của mình, cái
thông minh của mình, nếu mà mình tới đó mà cái mắt của mình nó mờ đi, nó đen tối đi thì mình chơi càng say rồi càng thua mít. Càng say rồi càng lú lẫn đấy, như uống rượu đấy, uống càng uống rồi say mê thì không biết, như say bạc cũng thế, càng chơi càng thua mít. Nhưng mà cái người mà tỉnh táo là ăn không, họ tỉnh táo, họ không có bị cái say đó, họ lúc nào cũng bị sáng, không có bị cái vị thần mà họ thờ đó, họ trù những cái bùa đó mà không làm gì được thì họ không thua. Cái phước do ở đời là do con người ở đời với ấy, con chỉ biết trong kinh một cái là hơn nhau là ở cái phước nghiệp của họ. Cái thiện nghiệp của họ, cho dù mà một cái người mà chánh niệm cỡ nào nhưng mà cái người đó có đức độ cao á thì cũng không được. Tại vì giờ giống như mà con nói nha, giờ một cái nhà ở như thế này, họ bị bùa cái gì đó, theo người họ không ở được. Là cái người đó ở rồi làm ăn thua lỗ, buôn bán cái gì cũng đấy, rồi dẫn đến là bỏ nhà, bỏ nhà hoang đó. Nhưng mà khi mà Phật tới, hay là những cái người cao đức như thế thì họ tới thì cái bùa đấy không hại được họ. Rồi như thế. Nhưng mà nếu mà cái bùa mà họ mạnh thì cứ ai cứ vào đó là cứ phải thả, tại vì cứ để lại tài sản ở đó, bùa ở đó. Nhưng mà nằm chỗ đó. Nhưng mà giờ chẳng hạn như có ai tay bùa cao hơn hay là giỏi hơn, vì thầy nào giỏi hơn chánh niệm lại. Vì thần này thần lực cao hơn có vị thần lực khác, gọi là thần hộ mệnh cho mình nhá. Giờ anh mà có một vị thần hộ mệnh nào khác cao hơn thì không có ai phá phách được anh cả. Rồi cũng cái nhà hàng đó, họ thờ miếu đó, họ thờ thần đó, là họ nương tựa vào những cái vị đó. Họ giờ chẳng hạn như con như thế này, con cũng nương tựa vào Phật. Con biết là oai lực của Phật là cao nhất, nên là không có ai nữa, là con thờ Phật. Thì cái họ là cũng như thế, làm ăn là con cũng biết là cái chỗ chánh niệm bùa đó cũng có. Nhưng mà con cho con hỏi vấn đề này nữa, thì ví dụ như con người mình đi vô đó chơi có sai không sư phụ? Vào đó nói chung là trò chơi thế gian, mình nếu mà cảm thấy có tiền vào mình vui chơi. Tại vì đồng tiền giờ mình nói ở đời mà mình giờ nói là mua đa banh tất cả mọi cái đều hài cả, hay là mình làm giờ như con á. Giờ mà nếu mà nói sai hay là đúng, giờ con mà nhận tiền, con đi mà con họ cho con đặt bình bát mà con nhận tiền là con đã sai rồi. Thế là theo cái mức độ giới luật của Phật dạy, cái đồng tiền này nếu mà đặt như thế nào nó sai thì làm cái đó nó cũng sai. Rồi gọi là tiền bạc á, là để gọi là mua vui, gọi là vật trao đổi. Mình vào mình chơi chẳng hạn như là mình bỏ vài triệu mình chơi thấy không có giá trị, nhưng mình chơi vài ngày chơi cho thỏa mãn để mình thua cũng được, mình bỏ mình đi thì cái đấy cũng chả ảnh hưởng gì. Chứ mình đấy mình vứt đi, mình không nối tiếp. Mình chơi rồi mình quăng đi, nói chung là vào đây chơi cho biết rồi đi, hay là mình mua mình ăn, hay là mình cái gì mình sử dụng phương tiện, hay là giờ anh cầm cái ra anh đổ ngoài biển á, ngoài sông á, anh nói là coi như là cái đồng tiền này nếu mà ta cầm ta đi sòng bạc nó như này thôi, ta tới cái cầu cái sông Đình Quán này ta đổ một cái thì nó thấy anh nói là cái đó nó cũng giống nhau. Đúng không? Cái đổ đi hay là vứt đi hay là cái gì, nhưng mà so với con người như con là con vứt. Nhưng mà giờ như người ở đây á, là họ đấy nếu mà vứt như thế có tội. Vứt của hay là cái gì mà mình làm ra mà. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết rồi, tất cả con thấy là tiền bạc đau khổ vứt ở đâu cũng được. Nên chơi cho thỏa mãn, chơi cho hết rồi quăng đi, đừng có lấy nữa, vẫn đi khó. Con thấy cũng không sao cả. Tùy theo con, do mình mà tham luyến, mình đưa tiếp là mình vứt thấy xong rồi mình thấy ra rồi, nhưng mà vứt đi rồi á, vào chơi đó rồi mà đi làm kiếm lại thì nó lại khổ, nó lại khác. Đi làm để mà mượn nước rồi, nhưng mà vứt rồi á là không cần nữa, thả bỏ. Theo anh là chắc định thả bỏ thì nó chả có tội gì. Nhưng mà khi mà chơi mà vào để cái mục đích để mà kiếm tiền, để mà mong thắng họ, để đem về làm giàu cho mình, rồi khi đó mình dẫn tới mình đau khổ, rồi mình
thấy anh rồi mình thấy có lỗi với vợ con với gia đình, đáng nhẽ là mình để cái đồng tiền này mình cho người thân đúng rồi. Nhưng mà giờ mình chơi cái thua hết rồi, mình thấy có tội rồi, mình nhiều khi có người này dẫn đến tự sát. Đúng không? Dẫn đến kết liều mạng. Nhưng mà có người con đấy thừa tiền thì họ vào đấy họ quăng hay họ chơi trong đó, rồi họ trả bỏ được chẳng. Dạ có gì. Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Triệu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chứng minh. Hôm nay mấy anh em của con là Hà Văn Vàng, Lâm Sầu Mộng, cô gái An Giang, người Thành Văn Lắm, thì chúng con đến để viếng Phật ở Vinh Sơn Chung. Vô tình gặp được một thí chủ mà người ta bán một số lương này, thì chúng con có thấy được từ tâm chúng con cảnh cảm, cho nên mua những cái du lương này. Hiếm gặp mấy con bự ha. Bây giờ chúng con xin hồi hướng cái phước lành cho tất cả chúng sanh, đều nhờ cái phước mà phóng sanh hôm nay đã giải hết tất cả những cái nghiệp quan để trở về với cái cảnh giới an lành của mình trong môi trường tự nhiên. Rồi từ đây đó có một cái duyên lành đối với Phật Pháp, thì tất cả các chú hãy nhớ ha. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện, lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn, thì các chú nhớ ha, tu theo cái pháp môn tịnh độ mà Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy, để rồi lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi quy y cho các chú, các chú là những đại đệ tử của Đức Phật rồi đó, thì các chú hãy nhớ ha, niệm Phật cầu giảng sanh nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúng tôi thả mấy chú trở về với thế giới an lành của các chú nha, tự do rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.